máy triệt lông DVL và IPL thì giống nhau và khác nhau khi như thế nào? DVL là công nghệ mới ra sau này, thì mọi người nhớ là những cái công nghệ nào nó ra sau này nó sẽ lấy nhiều hơn những cái ưu điểm của thằng trước và giải quyết những cái khuyết điểm. Thì DVL nó là sự kết hợp của ba loại ánh sáng, là vừa IPL và một sự kết hợp của I2PL. Thì đây là một cái khả năng mà nó sẽ tăng cái sự gọi là trắng sáng của cái vị trí chúng ta bắn triệt lông. Thứ hai là nó sẽ không gây thâm sạm, tăng sắc tố tại cái vị trí bắn, và nó kiểm soát khá là ok cái tuyến mồ hôi, đặc biệt là chúng ta đang xử lý cái vùng nách. Vậy thì giống nhau ở chỗ là DBL, IBL nó đều có ba cái đầu để triển khai. Thứ nhất là đầu 640 dùng để triệt lông, đầu 560 là đầu trẻ hóa, và 450 là điều trị mụn. Nếu các bạn nào mà đã có theo dõi kênh TikTok của MCK thì mọi người biết là cô giáo đã từng làm một cái bài phân biệt giữa diode laser và IBL. Thì ngày hôm nay DBL sẽ là một cái cải tiến mới hơn, và sau này các bạn đầu tư máy móc thì mọi người có thể đầu tư thêm một cái con máy DBL này với ba công dụng là vừa triệt lông, vừa trẻ hóa và điều trị mụn. Vậy thì đối với đầu triệt lông thì chúng ta sẽ giải quyết được những cái vùng có nang lông, giống như là lông mặt, lông tay, chân, vùng nách, vùng bikini. Tại vì cái đầu DBL này là cái đầu lạnh nên là sẽ giảm cái sự nóng rát kích ứng tại cái vùng nhạy cảm. Thì đối với đầu trẻ hóa này, mọi người có thể kết hợp với các dịch vụ làm trắng sáng da ở tại spa của mình, và mình kết hợp thêm vào cái quy trình điều trị trắng sáng đối với những khách hàng thâm nám. Sau khi mình điều trị thâm nám xong, mình có thể đưa khách hàng một cái phác đồ điều trị bằng ánh sáng công nghệ cao DBL để trẻ hóa da, ha, chống cái vấn đề tái phát của tế bào sắc tố, ha, vì tế bào sắc tố nó luôn có tiềm ẩn cái khả năng tái phát. Và thứ ba là đối với đầu trị mụn này, mọi người có thể giải quyết được những cái vấn đề ổ viêm của mụn, bảo vệ làn da khỏi cái sự bít tắc này, viêm nhiễm nha, những cái lỗ chân lông, và duy trì được cái tuyến dầu trên da. Đó là nhiều cái chức năng của máy IBL thế hệ cũ và DBL mới bây giờ mà cô giáo rất là thích. Thì tác dụng của nó là ánh sáng xung cường độ cao, nó là một dải ánh sáng dài. Khi chúng ta cắt ở cái thông số nào thì nó sẽ đạt được cái mục đích của thông số đó, và quan trọng là nó sẽ không có làm cho mình bị gọi là tăng sắc tố, ha. Vậy thì khi mọi người chọn con máy đó thì cơ sở hoặc là cái người bán họ sẽ hướng dẫn trực tiếp ở trên máy, hoặc các bạn nếu các bạn không hiểu các bạn có thể nhắn tin hỏi cô giáo cũng sẽ trả lời cho các bạn được nha. Đó, thì mọi người hình dung là cái IBL nó là một cái ánh sáng, thì khi nó phát ra nó có vài cái điểm ngưng ha, và nó lại nó phát sáng tiếp. Còn DBL thì nó sẽ phát liên tục ha, nó sẽ phát liên tục như vậy, thì cái khả năng mà nó giải quyết được cái vấn đề nó rất là tốt so với lại IBL.